bà mình nhớ trong đầu nha, đây là một con vi sinh vật, nó sống. Nó sống rồi khi mình đưa ra đất nó phải phát triển thì nó mới phát huy được tác dụng, chứ không phải như là cái loại hóa học. Tôi tên Đào Văn Minh, hiện trồng bưởi da xanh ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Về vấn đề trồng bưởi da xanh thì tôi thường gặp cái bệnh nặng nhất là cái bệnh vàng lá thú rễ. Nhưng mà nếu đã bệnh rồi thì rất khó trị. Thành ra bây giờ cũng có những cái dòng mà và nấm phân đo ra hữu cơ và cái nấm Trichoderma vô để cũng như là ngừa được cái nấm thú rễ. Thì tôi xin hỏi các nhà khoa học là cái khi mình sử dụng cái sản phẩm này thì mình sử dụng như thế nào để có hiệu quả cao nhất, cũng như mình biết là cái nấm nó còn sống trong đất đó. Xin hết. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của anh. À, với câu hỏi này thì Ngọc Ba xin được nhờ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ Dư Lộc Tư Danh. Dạ. Em Minh thì như vậy là em đã chọn một cái giải pháp là biện pháp và đấu tranh sinh học giống như nghệ sĩ nhà nông Lê Bình hồi nãy có nói đó. Tức là em sử dụng một cái con sinh vật sống, vi sinh vật sống. Em nhớ, bà con mình nhớ trong đầu nha, đây là một con vi sinh vật, nó sống. Nó sống rồi khi mình đưa ra đất nó phải phát triển thì nó mới phát huy được tác dụng, chứ không phải như là cái loại hóa học. Thành ra bà con nhớ cái đó để gì, để em Minh với bà con mình nhớ ba cái. Một, lúc mua coi coi những gì nó còn ở trong bao bì, nó còn đạt không, nó còn cái hạn sử dụng không. À, cái đó thì nhà nước rất là nghiêm ngặt cái vụ đó, bởi vì để lâu quá nó chết rồi, cho bà con mua về thì chỉ mua cái xác bã hữu cơ chứ đâu có còn gì sạch não đậm. Vậy như vậy là vô nghĩa, giống như mình uống trụ sinh mà chết hết trơn mấy cái tác dụng rồi. Cái thứ hai đem về xài, nếu mà xài mà lỡ mà còn dư, bà con phải bảo quản cho nó tốt, để dưới mái hiền nóng hầm hập, mưa gió và bụi gì để mấy cái con vi sinh vật đó bị tổn thương. Vì vậy sau đó mình đưa ra đồng nó cũng chết. Cái thứ ba, khi đưa ra đồng nhớ bốn điều. Một là có đồ ăn cho nó không, có đồ ăn nó mới sinh sôi nảy nở, chứ còn một bịch như thế này đem về rải có nhiêu đâu, nó bay vô đất nó phải sinh sôi, vậy nó phải đủ đồ ăn. Mà đồ ăn nó là gì? Là xác bã hữu cơ. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó có đủ nước cho uống không, tức là cái độ ẩm trong đất có không, chứ khô rang đó thì bà con rải mà để khô rang như vậy thì nó đâu làm sao sinh sôi nảy nở được. Cái thứ ba, có đủ không khí cho nó thở không, tức là đất như vậy là có thông thoáng tơi xốp, chứ bà con bón vô rồi bà con cho nó ngập nước như thế này nó chết rồi. Nhiều khi bà con muốn phân hủy cái rơm rạ tôi nói trên đất lúa đó, vừa bón vô rồi đem nước hụt vô như thế này, nước ngập lên chết trơn rồi, là biểu làm sao nó sơi được ba cái rơm rạ này ha, như vậy nó đâu phát huy tác dụng. Cái thứ tư, cái nhà ở cho nó có hợp cho nó không, mà nhất là cái độ chua pH. Thì nếu như mà chua, bà con lấy cái giấy đo pH để kiểm tra, nếu như mà dưới 5.5 thì phải bón vô để mà cho nó tăng lên được, thì lúc đó cái phát huy tác dụng nó phải tốt. Với lại bà con phải coi chừng, có những cái dòng mà vi sinh vật mà gọi là ngoại lai ở bên ngoài đưa vô á, nhiều khi nó sống không được trong cái điều kiện mà cái đất bản địa của mình đó, nó cũng không có phát triển nữa. Nên cái này thì tôi cũng rất là chú ý rất là nhiều công ty về cái vấn đề đó. Yeah.